hết ra lấy tiếp, kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất. Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe dòng mountain bike XDS model MT2. Thì đây là cái mẫu model của dòng thương hiệu XDS, cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao. Rất nhiều các bác quan tâm và hỏi em về dòng xe địa hình full carbon thì ra mềm một chiếc. Đây là cái mẫu model MT2 của dòng XDS. Cái tông màu đen lì, điểm nhấn là chỉ đỏ và màu ghi xám trên khung sườn xe, rất là khỏe xe. Và xe trang bị với G-Loop chính hãng của Shimano DOG, giảm sóc hơi. Và cái model này mới đây, đây cũng một trong những mẫu model cải tiến của dòng XDS MT. Và bây giờ xin mời nhắn chế độ hoạt động chi tiết cho hoạt động của xe. Vâng, và trên màn hình bác đây là bác chỉ cần gõ chữ xe đạp XDS MT2 thì theo được tìm hiểu thì em vào mẫu trang đầu tiên của trang xe đạp, bán xe đạp tại thị trường Việt Nam. Thì cái model XDS này là cái model bên em đây, cái model MT2 dòng full carbon, trang bị với giảm sóc hơi, đuôi đĩa trục rỗng, cũng có giá thành rất là cao nhé, 26 triệu dòng XDS. Vâng, thì em vừa giới thiệu ở cái đầu video trên thì cái model này là model của XDS MT2, biểu hiện cái model luôn trên khung xe đây, chữ carbon. Tổng thể xe em đánh giá là 85-90% xe, vì tuy qua quá trình sử dụng xe nhưng không tránh khỏi một vài vết xước nhỏ trên khung xe, vì đây là dòng xe mountain bike, dòng địa hình trên mọi cung đường của các bác đi gồ ghề hoặc bằng phẳng. Xe rất là nhẹ, nhờ các bác quan tâm đánh giá em mà cái dòng xe XDS cũng là một trong những dòng xe rất là bền. Cái bộ xử lý hoạt động của xe rất là tốt, full carbon. Và xe trang bị với bộ dây âm sườn đi trong khung xe rất là cao cấp. Model là model MT2 nữa. Thì trước đây em có về một chiếc XDS MT1. Thì trước là chiếc MT2 được cải tiến so với bộ khung carbon nhẹ hơn, chắc chắn hơn, cấu hình cũng cao hơn so với chiếc trước. Và cái xe này độ mới của nó rất là mới, tuy là dòng địa hình thôi nhưng mà xe vẫn là giữ gìn nước sơn nhân lì, điểm nhấn những cái chỉ đỏ và màu ghi xám kết hợp rất là khỏe xe. Đây là mã vạch chính hãng của dòng XDS vẫn còn trên khung xe. Model bên dưới MT2 của XDS. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe địa hình cao cấp thì lai em về một chiếc. Cổ phốt ki đông chính hãng nguyên bản theo xe, cổ phốt ki đông nhôm. Xe được trang bị với tay bấm chính hãng của Shimano DOG. Dòng mountain bike thì DOG cũng trên cũng là cầm cao cấp rồi, trên của Aceda, Tuley, Antut. Bên phải em còn trang bị với tay bấm xả của Shimano DOG và cụm phanh trước và sau là đều là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano DOG. Xe trang bị với giảm sóc hơi. Đây. Giảm sóc hơi thường thường bên cái lắp xả có ký hiệu là AIR không nhá, hoặc là E. Xả E và bơm. Thì các bác điều chỉnh và cái giảm sóc của bác đây, cần bơm hơi ở đây. Thì cái độ nhún của xe tùy chỉnh các bác đi, có thể là độ nhún sâu khi đi những cái đường giảm sóc nhiều, hoặc các bác đi hay thường xuyên đi những đường trường thì có thể để nó hơi nhún một chút thôi. Đi được không? Tê tay. Giảm sóc hơi thì nó cao cấp hơn giảm sóc dầu, rất là bền.
căm lá hẹ hoặc là căm dẹp. Nguyên bản trong xe máy được trang bị với mập máy đỏ, cũng đi tông màu sport theo trong xe. Vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành của MT2 luôn. Lốp chân đa cũng nguyên bản theo xe. Bề mặt lốp cũng rất là mới, rất là nhiều gai lỗi trên lốp, giúp cho bề mặt lốp bắn đường rất là tốt hơn. Lốp nguyên bản các bác nhé, lốp chân đa cũng nguyên bản theo xe. Mẫu đồ XGS MT2 này được cải tiến hơn so với mẫu MT1 so về cấu hình của xe. MT2 là cao cấp hơn và cái độ khung carbon chắc chắn hơn, được thiết kế rất hiện đại và khỏe xe. Đấy, bác thể hình dung nhìn xe đây. Đây là một mẫu dòng xe địa hình mountain bike bên em mới về. Cọc yên chính hãng nguyên bản theo xe. Yên của XTS cũng nguyên bản theo xe, còn rất là mới. Gạt đĩa của Shimano Deore. Đùi đĩa cao cấp chính hãng của FSA. Đùi đĩa thương hiệu Mỹ. Đấy, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng về làm linh phụ kiện phụ tùng cho xe đạp thể thao. Đùi đĩa nhôm 3 tầng, đùi đĩa FSA. Đùi đĩa trục rỗng các nhá. Đây trục rỗng này. Đùi đĩa trục rỗng. Củ đà sau là củ đà của Shimano chính hãng của Deore. Xe được trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, trong một chuyển động của xe full 30 tốc độ. Máy ơ sau là máy ơ chính hãng của xe, nguyên bản theo xe. Máy ơ đỏ, ô tô màu đỏ sport, rất là sport và khỏe xe. Vành đằng sau là vành của MT2. Sử dụng lốp Canada. Kích thước lốp là 26 x 1,95. May ơ cối đổ nhá. May ơ cối đổ kêu như là tiếng ve sầu ấy, rất là thích tai. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 45. Tức là các bác có từ 1m6 đến trên 1m7. Bảo dừng vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên nít đây. Vâng, xích nít còn rất là mới không nhá. Trang bị mới vào rút chính hãng của Shimano Deore, 10 tầng lít. Bên tay phải em được trang bị với đùi đĩa thủng rỗng của FSA. Gạt đĩa cũng của thương hiệu Shimano Deore. Đùi đĩa thương hiệu Mỹ. 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Mountain bike, đây cũng là một trong những dòng xe mẫu TS MT2 lý tưởng cho các bác, trang bị với đầy đủ cấu hình rất là tốt của Shimano Deore và giảm áp hơi, xe carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mountain bike XDS model MT2 với bộ cấu trúc chính hãng của Shimano Deore. Đằng trước sử dụng với sóc hơi, máy ơ cối đổ, đùi đĩa trục rỗng FSA và xe được trang bị với khung carbon,
xe lá rất tốt bên em là 9.3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tôi liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Mời hẹn các bác vào chương ngày mai.